Thì ngày mai thì My sẽ về quê. Quê của My là ở Quảng Trị và cụ thể là thành phố Đông Hà. Đáng lý ra lễ phải về đó, tuy nhiên lễ vừa rồi 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì My có chút việc nên không về được. Thì tranh thủ lần này về thì My sẽ có đi cùng việc một xíu. Mình đi làm passport và đi làm lại mái tóc để sắp tới mình sẽ đi Đà Lạt và chắc chắn đi Đà Lạt mình sẽ quay vlog cho mọi người nữa. Thôi bây giờ vào công việc chính là bây giờ đã 10:30 rồi nhưng mà chưa soạn vali, chưa soạn áo quần chết để mai về quê. Thì bây giờ sẽ cùng mi soạn vali, đem áo quần và đồ đạc về luôn nha. Ok. Lần này My về nhà là từ mùng 2 thì mùng 5 tháng 5 sẽ về Đà Nẵng bởi vì có một chút công việc và mùng 9 tháng 5 My sẽ đi Đà Lạt rồi cho nên là về để mà soạn thêm đồ đạc đi Đà Lạt nữa. Một cái vết xuống để lỡ mà có đi cà phê hay gì đó thì My sẽ mang. Bây giờ My sẽ đi soạn đồ make up nè, đồ skin care. Là như vậy là ok. Ok, bye bye. Bây giờ thì My sẽ đi ngủ để chuẩn bị cho chặng đường mai sắp tới nha. Bye bye. Bây giờ đã 7:30 và My sẽ kéo vali để về quê. Let's go. Ủa mày đẹp thế này. Thời gian mình ngồi nói chuyện phiếm thì cuối cùng mình cũng đã tới địa phận Quảng Trị rồi. Và thông thường từ Đà Nẵng về Quảng Trị thì mất tầm 3 tiếng rưỡi, tuy nhiên lần này thì tụi mình đi lựa chọn đường cao tốc nên cũng rất là nhanh, tầm 3 tiếng hơn thì tụi mình đã tới rồi đây. Sắp được về nhà cho nên mình cũng rất là háo hức. Giờ là về địa phận thành phố Đông Hà cho nên là sẽ chuyển dòng qua dòng Quảng Trị nha mọi người. Đeo kính chắn hành hạ cái mũi này. Dừng về quê cả mấy cục mùn nồi đấy nữa. Mới rơi hết chứ. Chắc tầm khoảng 10 đến 15 phút nữa thì sẽ tới nha. Mọi người có thấy đằng xa kia không? Đó chính là nhà của mình đấy. Nhà của My thì khá là thoáng bởi vì là chỗ này chưa có nhiều người dân thuê ở. Ta-da, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Sau khoảng 3 tiếng chờ đợi mòn mỏi trên xe. Bước vào nhà thì thấy nhà cũng không có thay đổi nhiều quá, chỉ có ba mẹ My trồng thêm nhiều cây hơn. Và em chó này là cũng là mới nuôi luôn. Em này sinh được 3 chắc con cực kỳ cưng á. Nặng quá, nặng quá. Nghỉ ngơi một xíu thì tụi mình quyết định đi coi phim. Người ngồi sau chính là em ruột của My. Cũng do hứa với nó là sẽ dẫn nó đi coi phim cho nên mà thực hiện lời hứa ngay thôi. Bởi vì ở Đông Hà My đang ở chỉ có một rạp chiếu phim thôi cho nên phải đặt vé trước. Mọi người có thấy rất là đông khách tới luôn đấy. Và bộ phim sắp tới chúng mình coi là bộ phim Con Nhóc Mắt Chồng của chị Đoàn Thu Trang và Yến Tiến Lệch. Nghe mọi người review nghe nói hay lắm cho nên tụi mình cũng tới coi xem tụi như thế nào. Có phim xong rồi thì bây giờ bên cạnh cái chỗ cõi của phim của Vinmart thì có một cái Vinmart nhỏ thì chạy qua để mua một xíu đô.
sẽ nét để về nhà ăn nhá. Bao nhiêu đồ ăn đi? Trời ơi, bị ăn gì nữa? À. Nắng nhở? Mua đồ ăn nhộng cả, mua cả cái bánh mát nữa đó. Đây chính là chuyện lời phẩm mà hôm nay tôi đi mua được. Chúng rất là nhiều bánh kèo nhưng mà đáp trên là đồ ăn vặt hết. Vậy có thể có mua một cái sạc lẩu để chứa mãi thì sẽ đậu một nơi rồi ra đi. Nói thật là không ngờ mình lại mua nhiều như vậy. Toàn là sữa đồ ăn vặt, không ngờ ăn như thế mà mập chết. Sẽ ngồi nghỉ ngơi một xíu rồi sau đó sẽ đi ăn. Thì hiện tại thì em của Mỹ là muốn đi ăn bụng đầu. Mà đặc biệt hai chị em ở đấy là không thích có ăn, vẫn thích ăn bụng đầu. Nhưng không phải là bụng đầu ăn với mắm tôm, mà bụng đầu với nước mắm. Ở Nẵng thì nước mắm nó không có đậm đà như ở Đông Hà của mình. Cho nên là về Đông Hà thì Mỹ hiện tại cũng rất là thèm ăn bụng đầu luôn. Mà trùng hợp là thằng em cũng thèm luôn. Cho nên là tí nữa đời mẹ của Mỹ tạm sống á, thì mấy chị em sẽ đi ăn. Đi ăn xong thì về Mỹ sẽ quay cho mọi người coi room tour ở căn phòng của Mỹ. Nhưng mà sợ tối nay thì nó hơi tối và không có rõ. Nếu như mà không rõ thì để sáng mai bây giờ Mỹ sẽ quay phòng của mình. Và tụi mình đang đi vào bún đậu chị Hằng. Đây là bún đậu cũng khá là nổi tiếng tại thành phố Đông Hà. Mới vào quán thì tụi mình order ngay hai chai sữa bắp. Khi ăn bún đậu thì không thể thiếu sữa bắp được rồi. Và đây là phần bún đậu 4 người ăn. Ở đây cho đồ ăn cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà tụi mình không có ăn hết được. Đây là chén nước mắm mà Mi rất là thích ăn, đợi vào Đông Hà mà ăn được luôn. Vì quá no rồi nhưng Amy vẫn cố gắng ăn hết. Và cuối cùng xích này cũng đã hết rồi mọi người ơi. Và hiện tại tụi mình đang đi vào công viên Fiden. Thì công viên này cũng mới xây tại thành phố Đông Hà thôi, nhưng mà chỗ này rất là mát. Ăn bún đậu xong thì tụi mình sẽ đi ăn ăn kem. Ăn cho nó rồi đi. Đây chính là kem do gia đình Mi lựa chọn. Và mình muốn nói chuyện một xíu, sau đó thì Mi cũng sẽ về nhà luôn. Bởi vì là cũng khá buồn ngủ rồi. Thì Mi mới đi ăn, đi chơi về. Đã như trong video trước thì mọi người cũng thấy rồi. Bây giờ sẽ tẩy trang và rửa mặt để cho sạch sẽ. Chính xác đó là Mi sẽ quyết định đi ngủ. Bởi vì ngày này đi khá là nhiều, cho nên đi ngủ sớm để lấy năng lượng nha. Sáng nay Mi dậy khá là sớm, 4:30 Mi đã dậy rồi. Kiểu như dậy nhưng mà không bị mệt luôn ấy. Thì sáng sớm dậy Mi sẽ tập thói quen là uống nước. Mi uống một ly nước đầy như vậy thì cơ thể có da đẹp hơn. Trên thủ thì Mi sẽ lấy laptop ra để làm việc. Bởi vì sáng nay thì Mi sẽ có một chút công việc cần phải làm, cho nên làm việc xong thì mình sẽ đi dễ dàng hơn. Mô, cho dễ thương à. Đây là nhà Mi có một con chó đen và nó đã được 3 con. Dễ thương như thế ấy. Bởi vì nhà Mi trồng cây, trồng hoa lá rất là nhiều, cho nên sáng sớm là rụng cả sân luôn. Cho nên hôm nay làm cô gái ngoan ra phụ ba mẹ một xíu. Sáng sớm dậy Mi còn nghe tiếng bò kia luôn, thực sự rất là thú vị. Sáng nay thì Mi chỉ có ăn sáng ở nhà thôi. Đây là tô Mi tô nhưng mà vô cùng chất lượng. Rau thì hải ngoài vườn nè, ớt cũng ngoài vườn, thịt bò sẵn, tôm, rồi còn trứng. Thì bây giờ sẽ vừa ăn vừa YouTube một xí, sau đó thì Mi sẽ ra ngoài vườn hái rau củ quả để tí nữa Mi sẽ làm lẩu. Okay. Mi vừa hái xong cái lá này, Mi cũng quên tên mất rồi, nhưng mà cái này mọi người hay ăn phở và ăn lẩu rất là thơm luôn. Thì sau đó Mi sẽ chuyển qua, Mi sẽ hái cà chua bi. Thật ra thì nghe mẹ Mi nói thì mùa này cà chua bi nó sẽ héo hết, bởi vì trời nắng quá, cây cũng không có thể đủ sức để mà sống được, cho nên chỉ còn những cái trái cà chua nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà cũng đủ để mình làm lẩu rồi. Mà lâu lắm rồi Mi mới ra vườn hái như thế này đấy. Đây chính là nồi lẩu mà tụi mình làm, đây là lẩu thải. Còn ra ngoài vườn chỉ có hái thêm mà rau thôi, còn lại thì mấy cái đấy thì mua trong siêu thị tôi làm quá. Và đây thì đời mà về rửa thì tụi mình sẽ để trấy được cái nồi lẩu mà chiều nay thì Mi có lịch hẹn đi làm tóc của mình trong những video trước, mọi người cũng có thấy rồi đấy. Ra trên đen rất là nhiều luôn, cho nên mình quyết tâm lần này về quê phải đi làm tóc. Và màu tóc Mi lựa chọn là màu nâu lệnh. Thì màu này khá là trắng da. Và sắp tới mình đi Đà Lạt nữa, mình tin rằng cái màu này sẽ phù hợp với outfit và làn da của mình. Mà công nhận làm xong cái mặt sáng bừng luôn. Kiểu tóc này rất là hợp với Mi mà Mi rất thích này.
để tóc thẳng nhìn trẻ trung hơn, bởi vì thường thì My chỉ có để tóc uốn mà thôi. Nói chung là rất là hài lòng với kiểu tóc và màu tóc này. Làm xong thì My thấy rất là vui cho nên đã ghé vào quán áo quần. Thì đây là quán áo quần Nutari mà My rất là thích, và đây là một cái shop mà My hay lựa chọn để mua sắm ở Đông Hà. Thì áo quần của My khá là nhiều, nhưng mà kiểu áo sơ mi trắng crop top này thì không có. Và My cũng lựa thêm một chiếc quần jean đen, thì như vậy thì nó sẽ phù hợp với outfit hơn. Mọi người thấy mái tóc và bộ áo quần này mọi người sẽ tính bao nhiêu điểm? Còn đối với My là 10 điểm luôn. Xong xuôi hết rồi thì My sẽ về nhà, bởi vì đi cả chiều rồi ba mẹ cũng đã hối về nhà ăn cơm. Với lại là hôm nay My cũng cực cho bạn thấy mình khá là nhiều rồi, cho nên phải về thôi, cảm giác trái túi mất. Ăn no xong xuôi rồi thì tụi mình ra ngoài vườn ngồi nói chuyện và ăn trái cây. Chỗ của nhà My ở thì khá là yên tĩnh, bởi vì là cũng xa trung tâm thành phố, cho nên ở đây không gian rất là thoải mái và trong lành luôn, phù hợp cho bạn nào mà cảm giác muốn thư giãn như My bây giờ, bởi vì quá áp lực với deadline rồi. Đây là ngày cuối cùng mà My ở tại thành phố Đông Hà, cho nên sáng nay My sẽ nhận bạn My đi ăn. Đây là bánh mì ốp la của bà Hạnh, rất là ngon luôn, đa phần thì ăn sáng. Thì nếu như mà có thời gian thì My sẽ lựa chọn ở đây, bởi vì là đồ ăn siêu ngon và cảm giác ăn rất là no. Thì ăn xong tụi mình sẽ đi cà phê. Thì đây là quán cà phê mà lúc trước mà My hay rất là đi và My quên thêm mất tiêu rồi. Và giá nước ở đây cũng khá là rẻ đấy. Muốn nói chuyện một xíu thì tụi mình sẽ đi ra chụp ảnh và mọi người xem những bức ảnh của My ha. Biết sao mọi người, này My đi làm passport để mà sắp tới đi Thái á, nhưng mà thẻ căn cước của mình nó có vấn đề và trước Tết đã bị thu, và bây giờ người ta không làm passport theo cái chứng minh nhân cũ nữa, mà người ta chỉ có làm căn cước mới thôi, nên bây giờ phải đợi cái căn cước mới về thì mới làm được, mà đợi đến tận 5 tháng rồi mình chưa có, bây giờ rất là lâu luôn, nên mình phải đợi. Và bây giờ để buôn sẽ lên xe đi mua đồ mỹ phẩm nhá. Cứ hở ra buồn xíu là đi mỹ phẩm. Thì lần này My tới quán My Cosmetic, và đây là cũng là quán ruột của My tại Quảng Trị luôn. Thì hiện tại My đang lựa son, bởi vì son hiện tại của My cũng hết rồi. Thì màu của My đang lựa là của hãng Breakthrough, và màu này rất là đẹp. Và mấy thì My lại quên mất tiêu rồi. Không biết tại sao nhưng mà đồ makeup nó tự dưng hết cùng một lúc luôn. Và lần này My đang lựa mascara. Thì sau đó My cũng đang lựa thêm cả bấm mi cho mình, bởi vì bấm mi của My cũng đã rất là hư rồi. Và như vậy là xong rồi đấy, thanh toán xong thì My sẽ về nhà luôn. My mới đi về thì bây giờ có thời gian rồi, thì vậy là ánh sáng nó đủ tốt rồi, thì bây giờ My sẽ quay rung thua căn phòng của My. Thực ra phòng này My ít ở lắm, bởi vì một là đi là học mệt, ít về nhà, bởi vì cái nhà đấy cũng xây cái đoạn mà trong thời gian My đi học đại học, cho nên ở đây về rất là ít, một năm có việc có 2-3 lần thôi. Bây giờ My sẽ cho mọi người quay căn phòng nha. Phòng của My, phòng My tổng chủ đạo là màu hồng đây nha. Nói chung là xin lỗi mọi người nó hơi lộn xộn một xíu đây, như vậy thôi. Thì đây là một bức tranh mà My lựa trên mua trên sàn S, cũng khá là xinh, như vậy thôi đấy nha. Thực ra thì thấy là ở Đông Hà cũng có rất là nhiều quán về mỹ phẩm, tuy nhiên thì mình cosmetic này á, thì ở nào có này, ở Huế có, mà bây giờ ở Huế An Quảng Nam cũng có luôn, cho nên là có tiết điểm được, cho nên là cứ về đấy là kiểu quay mua thôi. Thế nên mình mới mua là mình có mua một cái mascara của Long Chat. Nghe review và thấy có một số người sử dụng kêu mình là cái này sử dụng rất là dài, như siêu dài luôn, cho nên mình mua một cái này. Cái của mình sẽ mình dùng của bên Trung Quốc phát lúa, mà nó cũng hơi nó không được như mong muốn cho lắm, cho nên mình đổi ra một loại khác đấy nha. Thế là mình mua thêm một cái tên bụng mi, có cái bụng mi cũ như thế này đây, hơi lẹt xíu lẹt luôn. Thì lên ý thì mình mua loại này thì là một cái loại bằng bản và cái rất là gọn. Cái loại mini nhỏ như thế này khi mà bỏ tôi sẽ thay chi cũng bỏ rất là tiền luôn. Lấy cái là màu hồng nha, màu hồng hiện nay bây giờ mua được. Cái này có giá là 101.000, nói chung so với những loại đó thì loại này đắt nhất. Mình mới thấy cũng tiền, nói chung nhỏ ngon và cũng xinh, bởi chắc là bởi mình đi có cục luôn. Nói chung xong rồi thì hiện tại mình nghĩ xong rồi mình muốn là mua loại Blackjuice, đọc được đúng không? Đây, thì cái gió này là giống cái phiên bản son A12, nhưng mà nó sẽ mịn hơn và nó có màu đất hơn một xíu. Sắp tới đi là hết son hết toàn bộ luôn, cho nên tranh thủ sẽ mua. Đó, như vậy thôi.
Mọi người có biết My đang làm gì không? Thì My đang gói trứng gà để bỏ vào thùng đem vào Đà Nẵng ăn đó. Và đây cũng là trứng gà nhà mà ba mẹ My đang nuôi. Thực sự là gà nhà My đã rất là nhiều, cho nên lần này tranh thủ gói hết trứng gà có hết đem vào Đà Nẵng ăn luôn. Bởi vì là My cũng hay ăn trứng gà với mì tôm á, có thêm là lười nấu ăn cho nên ăn trứng gà là tiện nhất. Hi, cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Thành quả của việc 15 phút xếp trứng. Và cái hộp này thì mẹ My sáng mai sẽ mua thịt và bỏ vào đây. Đó, như vậy là sẽ đem thùng này vào Đà Nẵng ăn. Và đây cũng là lúc mà My phải vào Đà Nẵng để làm việc lại rồi. Nói thật thì lần này về cũng khá là ít ngày, bởi vì do công việc chỉ cho phép được nghỉ từng ấy ngày thôi. Cuối cùng thì vlog về quê của My cũng đã hết rồi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ like và subscribe channel của tớ nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.